Chào các bạn, tôi là Trúc Phương, chuyên gia tư vấn khoa hô hấp của dược phẩm Bilora. Tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Hiện nay, y học thế giới đang dành sự quan tâm đặc biệt đến hen suyễn do mức độ phổ biến của nó ngày càng gia tăng. Theo WHO, hen suyễn là một bệnh lý phức tạp do nhiều yếu tố tạo thành như di truyền, phát triển và môi trường. Và cho đến nay, các phương pháp điều trị Tây y chỉ nhằm kiểm soát và cắt cơn chứ không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Đây cũng là lý do giải thích vì sao nhiều bệnh nhân phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Điều này không chỉ làm tăng chi phí điều trị mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân bất cứ lúc nào. Bạn biết, việc lạm dụng nhiều thuốc tây không tốt và có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Nhưng Lo Hai Mại vẫn chưa tìm ra được một giải pháp nào hiệu quả hơn cho căn bệnh hen suyễn. Có thể đâu đó bạn đã nghe đến bộ đôi thuốc thảo dược Bilora chuyên điều trị bệnh hen suyễn. Nhưng tất cả những gì bạn biết được chỉ mơ hồ và hoàn toàn không chắc chắn. Vậy bạn hãy theo dõi video này, tôi và dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn sẽ giải đáp hết những thắc mắc của bạn về thành phần cũng như nguồn gốc của Bilora. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilora gồm hai loại thuốc Lanrangio and Sonic Health và Zimacti, được sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor, một thương hiệu thảo dược lớn nhất tại Bắc Mỹ dựa trên yếu tố tự nhiên làm tiền đề, được thành lập từ những năm 1950. Sau hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc thảo dược, Natural Factor đã cho ra mắt hơn 1.000 loại sản phẩm và được phân phối rộng rãi toàn thế giới. Chúng tôi có gần 700.000 feet vuông không gian trên 9 địa điểm ở Bắc Mỹ, dùng để làm văn phòng, cơ sở sản xuất, phòng thí nghiệm và kho bãi. Điều làm nên sự nổi bật của Natural Factor đó là chúng tôi hoạt động trên hình thức tự cung tự cấp, một hướng đi khó khăn mà ít công ty thảo dược nào có thể làm được. Không đơn giản mà chúng tôi chọn phía nam thành phố Armstrong, British Canada làm trang trại thảo dược. Mọi sự lựa chọn đều có nguyên do. Là một thung lũng nằm giữa hai hồ Oster và hồ Swan, vùng đất được hình thành từ hàng ngàn thiên niên kỷ trước do nước từ hồ Oster liên tục nhấn chìm toàn bộ thung lũng đã tạo ra một lượng lớn chất hữu cơ. Lớp đất nơi đây cực kỳ màu mỡ với độ sâu 2m và có phân tầng vôi đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH của đất. Hơn ai hết, chúng ta hiểu chọn giống là quan trọng. Chúng ta đảm bảo chọn đúng, lò không lai, hạt không biến đổi gen và hoàn toàn hữu cơ. Điều rất quan trọng là đảm bảo rằng cây giống tự nhiên và khỏe mạnh, vì cây con khỏe mạnh là cây trưởng thành khỏe mạnh. Tất cả các thảo dược đều được trồng ngoài môi trường tự nhiên nên việc kiểm soát mùa vụ là điều rất quan trọng. Các bước gieo trồng, thu hoạch phải đúng thời điểm để mang lại sản lượng tốt nhất. Sự chuyên nghiệp của chúng tôi còn thể hiện ở yếu tố con người. Hơn 1.000 dược sĩ có thâm niên hơn 30 năm và có những cống hiến có giá trị trong ngành dược phẩm đang hợp tác tại đây. Mỗi sản phẩm được bào chế bởi công nghệ hiện đại và tân tiến với các quy trình kiểm soát khắt khe. Để mang tính khách quan, chúng tôi lựa chọn ISO để chứng nhận sản phẩm. Họ sử dụng các thiết bị hiện đại để xác định các sinh vật biến đổi gen. Không những vậy, họ còn sử dụng phương pháp phổ khói để kiểm tra hơn 400 loại thuốc trừ sâu, dung môi, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Tôi tin dấu ấn chấp thuận của ISO là sự đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm mang thương hiệu Natural Factor. Tiếp theo, hãy cùng tôi tìm hiểu bộ đôi thuốc thảo dược Bilora được điều chế từ những thành phần nào, cách điều chế có gì khác biệt, giá trị mà nó mang đến cho sức khỏe là gì nhé. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilora là sự kết hợp giữa 9 loại nguyên vật liệu từ thiên nhiên: bromelain, chiết xuất từ quả dứa, marshmallow, cây thục quỳ, mullein, thảo bản bông vàng, hao hao, bạc hà đắng, ivy, cây thường xuân, hoặc chất babain tồn tại trong đu đủ, white cherry, chiết xuất từ vỏ cây anh đào, sabarote, và cuối cùng là hợp chất paratin từ tuyến tụy. Đầu tiên là enzyme bromelain được chiết xuất từ quả dứa. Dứa có tên tiếng Anh là pineapple, là loại cây ăn quả nhiệt đới có nguồn gốc ở Trung và Nam Mỹ. Dứa được trồng bằng chòi, chúng ta chọn vụ xuân, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 4 gieo trồng để cây sinh trưởng gặp thời tiết ấm áp, có mưa thuận lợi cho việc tích lũy dinh dưỡng để ra hoa sớm và cho quả to. Lợi thế đất phù sa tơi xốp, nhiều mùn, có độ pH từ 4 đến 5.5. Vùng đất của chúng tôi nơi đây vô cùng thích hợp để cây dứa phát triển tươi tốt. Sau khi trồng mất khoảng 18 tháng để thu hoạch dứa, để tách chiết bromelain từ quả dứa phải xử lý qua nhiều công đoạn phức tạp. Dứa sau khi thu hoạch được mang đi rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn, sau đó xay nhuyễn, bỏ bã, tách lấy dịch và mang đi ly tâm. Thu được hỗn hợp tiếp tục mang đi sấy khô ở nhiệt độ 40 độ C trong vòng 24 giờ. Độ ẩm lúc này phải ở mức 5-8%. Và cuối cùng tinh sạch bằng phương pháp thẩm tích để thu được enzyme bromelain tinh khiết nhất. Bromelain có tác dụng hết viêm, hết phù nề, tăng đào thải chất nhầy và tăng cường hệ miễn dịch. Cây thục quỳ có tên tiếng Anh là marshmallow, được sử dụng rộng rãi và là một loại dược liệu quý của người Hy Lạp và Địa Trung Hải. Để năng suất tốt, cây thục quỳ phải gieo trực tiếp vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu. Hạt giống được các kỹ sư giữ ẩm và kiểm tra đều đặn. Thục quỳ sẽ bắt đầu nở hoa vào năm thứ 2 và cần đến 3 năm để tạo ra những gốc cây đủ lớn
Để thu hoạch làm thuốc, hoa và lá có thể thu hoạch bằng tay từ giữa mùa hè, trong khi rễ lớn phải thu hoạch tốt nhất vào mùa thu hoặc đầu mùa xuân. Rễ cây thuộc quy khi thu hoạch cũng như vận chuyển về nhà máy phải thật sự khéo léo và nhẹ tay để tránh làm hư rễ do tác động từ bên ngoài. Trước khi tiến hành điều chế thuốc, rễ phải được rửa sạch và sấy khô. Trong rễ cây có chứa một chất dính được gọi là chất nhầy, được sử dụng để điều trị đau họng, giúp loãng đờm và ngăn chặn tắc nghẽn. Thảo bản bông vàng có tên tiếng Anh là Mullein là một loại thảo dược lớn có nguồn gốc từ các vùng châu Âu và Bắc Phi. Thảo bản bông vàng được gieo trồng vào mùa thu và khi gieo trồng phải đắp hạt bằng một lớp bùn cưa, giữ ẩm hạt giống và bắt đầu cấy ghép ngoài trời khi có lá thật đầu tiên được hình thành. Ở điều kiện ánh mặt trời đầy đủ và thoát nước tốt, cây sẽ phát triển. Điều đặc biệt ở loại thảo dược này là phải thu hoạch vào cuối mùa hè năm đầu tiên, vì vào khoảng thời gian này những thành phần dược tính trong lá là cao nhất. Để tránh bị bầm dập, các kỹ sư của chúng tôi phải thu hoạch từng lá bằng tay để không làm mất đi tinh chất saponin trong lá. Lá Mullein có chất nhầy làm dịu niêm mạc bị kích ứng và saponin làm dịu cơn ho. Nghiên cứu cho thấy thảo bản bông vàng có tính chống viêm mạnh mẽ và kháng virus. Đu đủ có tên khoa học là Carica papaya, là cây hăng thảo to, không nhánh, cao từ 3 đến 10 mét, có nguồn gốc ở miền Đông Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ. Hạt đu đủ cần được xử lý trước khi gieo, rửa hạt để loại bỏ lớp màng gelatin, ngâm chúng trong nước trung hòa, sau đó tất cả hạt giống đã nổi lên trên bề mặt, rồi tiến hành lấy hạt đem gieo. Hạt giống sẽ nảy mầm sau 2 đến 3 tuần. Nhiệt độ nảy mầm tối ưu là khoảng 20 độ C, độ pH khoảng 5.5 đến 7. Đu đủ cần nhiều ánh nắng do hoạt động quang học cao, không thể phát triển khi thiếu ánh sáng mặt trời. Trong quá trình nảy mầm và vài tháng đầu sau khi trồng, cần tưới nước đều đặn. Đu đủ ra quả sau 10 tháng. Điều đặc biệt, chúng tôi chỉ thu hoạch những quả đu đủ xanh. Trong đu đủ xanh chứa 4% chất nhựa latex màu trắng đục, là hỗn hợp của nhiều loại protein và chủ yếu là papain. Một cây đu đủ trong một năm cho khoảng 100 gram nhựa. Để lấy nhựa, chúng tôi dùng dao cắt dọc quả đu đủ xanh, thu lấy nhựa và mang đi sấy khô ở nhiệt độ 40 đến 60 độ C. Tinh chế papain bằng cách hòa tan papain vào nước thành dung dịch, sau đó rót vào cồn 90 độ cho papain kết tủa, sau đó lọc và sấy khô. Hoạt chất papain là một loại men phân giải protein tồn tại trong đu đủ, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn chặn trào ngược dạ dày những lúc ho gắng sức. White cherry có tên khoa học là Rhodanus avium, thường được gọi là anh đào hoang dã, có nguồn gốc ở châu Âu và Tây châu Á. Để trồng anh đào, chúng ta phải nhân giống bằng hạt. Vì là loại cây hoang dại nên khi gieo trồng tỷ lệ nảy mầm rất thấp, chỉ khoảng 40%. Đất trồng tơi xốp, có nhiều mùn, thoát nước tốt và cần được chăm sóc quanh năm. Vì chúng tôi cần bỏ cây anh đào để làm dược liệu nên quá trình này mất khá nhiều thời gian, phải đợi cây trưởng thành 3 đến 4 năm thì lúc này mới có thể lấy làm dược liệu bào chế. Trong vỏ cây anh đào có chứa chất flavone glucose, có tác dụng điều trị các triệu chứng khục khịch ở mũi. Từ trước tới giờ, cây hương xuân luôn được mọi người ưa thích vì được ví như một bộ máy lọc không khí trong nhà. Nhưng ít ai biết được cây thường xuân còn có công dụng tuyệt vời đối với những bệnh nhân hen suyễn. Cây thường xuân có tên khoa học là Hedihelix, thuộc họ cuồn cuồn, có nguồn gốc ở châu Á và Tây Á. Thường xuân ở trên trại Natural Factor được nhân giống bằng phương pháp dăm cành. Từng chậu đất tơi xốp được các kỹ sư chúng tôi chuẩn bị cẩn thận, sau đó cắt một đoạn cành non dài khoảng 10cm, cắm vào chậu. Đặt chậu thường xuân ở nơi râm mát, ẩm ướt, duy trì độ ẩm cần thiết và nhiệt độ trong khoảng 15 đến 25 độ C. Cây sẽ ra rễ sau 2 đến 3 tuần. Thường xuân phát triển tốt ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhưng không được để cây thường xuân dưới nắng quá gắt. Thường xuân là loại cây ưa ẩm nhưng cũng không chịu ngập úng. Vì thế cần tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm, để cây không bị rụng lá. Khi thu hoạch phải thật sự cẩn thận để chọn ra những lá to, không bị dập nát. Phải thu hoạch vào ngày không mưa, lúc sáng sớm khi sương vẫn còn đọng trên lá. Thời gian từ khi thu hoạch đến khi mang đi chiết xuất dược liệu phải trong vòng 24 giờ. Lá thường xuân thường được sử dụng để ngăn ngừa sự tắc nghẽn đường hô hấp, là một loại thuốc giúp loãng đờm, giảm tình trạng viêm nhiễm. Saparothane được đánh giá là siêu enzyme do lợi ích của nó. Enzyme này được phân lập từ các loài vi khuẩn Serrita sống trong ruột quan tầm. Bào chế enzyme là vấn đề mà tất cả dược sĩ của chúng tôi cần nghiên cứu, nếu không cẩn thận sẽ làm giảm hàm lượng dược tính của chúng. Quy trình phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Saparothane ở nhiệt độ lạnh sẽ không bị biến tính. Âm 20 độ C đến âm 30 độ C là nhiệt độ thích hợp mà chúng tôi duy trì để ổn định dược tính của loại enzyme này. Saparothane có khả năng làm lành các mô mà không có bất kỳ tác hại nào lên tế bào lành mạnh của cơ thể. Ngoài ra có tác dụng bài tiết dịch nhầy ở mũi, giúp đào thải chất nhầy một cách dễ dàng. Paraffin là một loại enzyme được chiết xuất từ tuyến tụy của một số loài động vật, có chứa các enzyme phân giải protein amylase, lipase. Với cam kết đưa sức khỏe của người dùng lên hàng đầu, các chuyên gia Natural Factor với hơn 30 năm kinh nghiệm đã tìm ra phương pháp tổng hợp paraffin thông qua quá trình lên men. Chất lên men được lọc bằng một quy trình phức tạp để tạo ra hợp chất cho việc sấy phun. Sau 6 tiếng bào chế, thu được thành phẩm là chất bột vô định hình màu nâu với mùi đặc trưng, tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ, có tác dụng tốt trong việc kháng viêm, tăng cường tuần hoàn máu, ngăn tắc nghẽn đường hô hấp và làm lành các niêm mạc bị tổn thương ở phế quản. Bạc hà đắng có tên khoa học là Marubium viridis, thuộc họ Lamiaceae.
là thang cây thảo sống lâu năm có nguồn gốc từ châu Âu và được sử dụng nhiều rộng rãi trong nền y học, đặc biệt là trong điều trị bệnh hen suyễn và các bệnh liên quan về đường hô hấp. Trong bạc hà đắng cần phải kiên nhẫn vì sự nảy mầm chậm và không ổn định. Vì lý do này, việc sử dụng chậu nhỏ là rất quan trọng vì cây nảy mầm có thể được tách riêng mà không làm ảnh hưởng đến các hạt giống khác vẫn còn đang nảy mầm. Sau một tháng được ươm trong chậu, cây con được chăm sóc tại vườn trong một năm để có thể phát triển toàn diện. Thu hoạch đúng thời điểm đối với loại cây này là rất quan trọng bởi vì không thu hoạch khi cây ra hoa, lúc này lá rất cứng và có gai. Quan trọng là dược tính đã giảm đi nhiều. Lá sẽ được thu hoạch từ năm đầu tiên với điều kiện các cây trồng đã phát triển đủ và lan rộng ra tốt. Sau khi được thu hoạch về, phải để ở nơi khô mát và có bóng râm. Không phơi dưới nắng vì rất dễ khiến hàm lượng tinh chất giảm đi đáng kể khi tiến hành chiết xuất. Cứ 10 kg lá bạc hà tươi chỉ thu được 40-60ml tinh chất cần thiết để bào chế thuốc. Đặc biệt trong cây bạc hà đắng chứa các tinh dầu menthol và limone, có tác dụng lâm đờm, giảm ho, kích thích xả chất nhầy ở phế quản, nới lỏng và trục xuất đờm, điều trị ho gà, hết đau họng và khàn giọng. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilohe là kết quả của nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia tập đoàn Natural Factor từ Mỹ, đảm bảo với bạn về chất lượng từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và điều chế. Vì tất cả dược liệu phải trải qua thời gian canh tác lâu dài và không đồng nhất, nên mỗi năm bộ đôi thuốc thảo dược Bilohe chuyên điều trị bệnh hen suyễn chỉ thành phẩm 5.000 bộ và lưu hành trên toàn thế giới. Bạn thấy đấy, trong mọi loại thuốc thảo dược của bộ đôi Bilohe đều hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên và được chiết xuất theo tiêu chuẩn quy trình khép kín từ Mỹ. Với tiêu chí mang lại sức khỏe cho người dùng, chúng tôi luôn muốn mang lại những sản phẩm có giá trị tốt nhất, không chỉ là nguồn gốc hay thành phần mà mục tiêu điều trị của Bilohe còn là trực tiếp vào nguyên nhân gây ra bệnh, chứ không phải chỉ là điều trị những biểu hiện bên ngoài. Bilora tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng về tác dụng mà bộ đôi thuốc thảo dược Bilohe mang lại. Sự cải thiện sẽ nhận thấy sau khi bạn điều trị với liệu trình đầu tiên, các triệu chứng khó hè, tức ngực sẽ thuyên giảm rõ rệt. Đó là tất cả những điều mà Bilora muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về nguồn gốc, cũng như có sự tin tưởng tuyệt đối vào Bilohe bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và share và đừng quên đăng ký để theo dõi những video tiếp theo bạn nhé. Nếu bạn còn nhiều thắc mắc, hãy để lại số điện thoại để được các chuyên gia tư vấn hoặc gọi đến hotline 0909 204 798 0962 158 661 để biết thêm thông tin chi tiết Bilora mà bạn truy cập website tạmbiệthensuyen.com hoặc youtube.com /Bilora. Chúc bạn luôn vui khỏe. Subscribe, like, webby. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.